Đây, nhà tao đây. Nhà tao đơn sơ thế này thôi, có gì đâu. Ngôi nhà này sắp bị dỡ bỏ rồi. Buồn lắm. Đây là phía mái ngói của ngôi nhà. Mọi người có thể nhìn có những cái phần nó sụp lún xuống đây này, mọi người nhìn thấy không? Là nó đã bị gãy hết cái dùi và đòn tay rồi. Thế nên nó rất yếu rồi, không thể tồn tại nữa. Trên những nóc của ngôi nhà thì bây giờ có những cái lớp rêu xanh. Nó đã mọc lên rồi. Những lớp rêu xanh này. Thôi, bây giờ chỉ chờ trời nó mưa nó tạnh rồi mình sẽ treo lên để mình dỡ cái ngói này xuống. Ngôi nhà nó bớt sức nặng đi và mình sẽ tiến hành dỡ ngôi nhà xuống. Sau này những cái kỷ niệm mà những ngôi nhà này sẽ không còn nữa, những hình ảnh này sẽ không còn nữa. Nhưng mà những ký ức từ trước đây thì sẽ vẫn còn mãi. Mấy chục năm rồi, ngói mọc rêu nên đấy, đây là ở bên trong ngôi nhà. Ngôi nhà này đã tồn tại được khoảng hơn 50 năm rồi. Là trước khi bố mẹ mình lấy nhau là ngôi nhà này đã được xây dựng được một thời gian ở khá lâu rồi. Đến năm nay là bố mẹ mình mua ngôi nhà đến bây giờ hiện tại là trên gần 40 năm nữa rồi. Từ trước đấy người ta đã ở khoảng 20 năm rồi, sau đó người ta bán. Ngày xưa cả ngôi nhà này và mảnh đất này ngày xưa là mua là có, theo như mẹ mình bảo là ngày xưa mua là có 500.000 thôi. Bây giờ nhà gia đình cũng muốn giữ để làm kỷ niệm nhưng mà tại vì là bây giờ là do là nó đã ngôi nhà nó xuống cấp quá rồi, các cột kèo đã gãy hết rồi, bố mình đã gia cố thêm những cái cột này bằng thân cột tre nhưng mà bây giờ những cái cột ngày xưa đã gãy hết rồi, không còn lại nữa, bây giờ là sẽ dỡ bỏ ngôi nhà này đi. Ngôi nhà này có rất nhiều kỷ niệm với mình. Từ lúc còn nhỏ tí xíu đến bây giờ thì khi lớn lên thì không ở đây nữa. Nhưng mà ngôi nhà này có gắn liền với rất nhiều kỷ niệm. Bây giờ dỡ bỏ nó đi thì cũng rất là buồn nhưng mà vì là nó để lâu nên nó cũng không thể nào mà nó đứng vững được nữa. Cho nên là hôm nay sẽ dỡ bỏ nó đi. Đây mọi người có thể nhìn thế này. Ngày xưa là tường từ ngày xưa nhá là đều là vách đất hết, bên trong là đan tre này, đan tre thành phên mắt cáo ấy, sau đấy đây này những chỗ rách này nên là đều là tre hết, sau đó thì bắt đầu mới đắp đất lên. Đất này thì là đất lấy từ dưới ruộng lên nhá, trong này có trộn thêm rơm này, có trộn thêm rơm để cho nó tăng cái sự dẻo dai của cái đất, nó không bị vỡ bục ra đấy. Sau 450 năm rồi mà nó vẫn còn chắc chắn như thế này. Và đặc biệt là mình phát hiện ra là ở đây có cái một cái mắc áo. Mọi người có hình dung được không? Đây là cái mắc áo ngày xưa là bằng gỗ nhá. Chắc nhiều người không biết. Ngày nay nó có 3-4 cái nhưng bây giờ nó gãy mất hết rồi. Bây giờ chỉ còn là một cái thôi. Đây là cái mắc áo ấy. Mắc này mắc quần áo ngày xưa đấy. Bố mình làm bằng gỗ hết. Bên cạnh những cái bức tường mà chát thủ công bằng đất ngày xưa thì cũng là cũng đan xen thêm một chút, là bên trong gia đình thì cũng là có chát thêm xi măng, nhưng ngày xưa xi măng rất là hiếm hoi, nó không nhiều và không sẵn như bây giờ, mà không phải ai cũng có tiền để mua đâu, cho nên là bức tường này có chỗ có chỗ không, không có xi măng, tại vì là cứ tranh thủ ngày xưa bố mẹ mình cũng đi phụ xây ấy, là cứ xin được một chút xi măng thừa là về là chát lên. Phía bên ngoài bức vách ở bên ngoài thì cũng có chát xi măng và có thêm quét thêm vôi. Đấy. Như một lớp sơn bên ngoài ấy, cái áo. Bây giờ sau bao nhiêu năm thì nó mục. Nó bong hết ra là một lớp đất này. Lớp đất chát mọi người có thể nhìn rất là rõ này. Bức vách chát đất. Như thế này mà đã tồn tại đến năm 65 rồi đấy, không phải là
mới đâu. Đây những cây cột mối ăn lên này, mọi người có thể nhìn thấy nét thanh bình của góc nhà quê đấy. Song cửa, những song cửa bằng gỗ được bào thành bốn cạnh vuông và đục và xếp thành nên mọi người có thể nhìn thấy này. Rất đơn sơ và mộc mạc. Nhìn như này mọi người có biết cái này là cái gì không? Chắc nhiều người bảo cái này là ghế băng. Không phải đâu nhá. Cái này là cái cầu bào. Cái cầu để bào gỗ ấy. Nhiều người chắc nhiều người không biết thật mà. Tại vì bố mình cũng là thợ mộc, cũng đóng được các cái đồ gia dụng trong nhà. Chứ đục tranh, đục lèo các thứ là bố mình không làm được. Nhưng mà những cái đồ hàng dọc, hàng ngang là bố mình làm được hết. Cái cầu bào này nè. Cầu này là cầu mới, cái cầu cũ ngày xưa thì nó đã hỏng rồi. Cái cầu này mới là những cái chân vẫn là bộ chân cũ. Cái này mang là ngày à? Bộ cầu vào này cũng phải đến 2-30 năm rồi chứ không phải là ít. Mối rất cũ rồi. Cái cầu được vào gỗ ấy. Gia đình những người làm mà có bạn mà làm mộc thì chắc không xa lạ gì với cầu vào này. Đây cái hình chữ V này đóng xuống để khi mình kẹp cái thanh gỗ vào đây này. Mình đưa cái thanh gỗ này nó là những cái ngãng nó giữ vào đây. Cái điểm tì để mình bào mình đẩy nó không bị trượt đi. Đấy có những cái bào mà nó những cái mà nó mỏng hơn ấy, nó mỏng hơn rồi nó mình muốn bào về mặt rộng thì đặt vào đây, đặt vào đầu cái tấm ván vào đây. Và cái chỗ này này. Nó là cái điểm G để nó giữ, mình bào nó không bị trượt. Mấy chú gà mía kìa. Nó được thả tự do.